Chào mừng tất cả các cô chú đến với chuỗi yoga được thiết kế dành riêng cho những người trên 50 tuổi. Thì bạn biết rằng ở độ tuổi trên 50, 60 hay 70 thì cơ thể chúng ta thay đổi rất là nhiều các tình trạng bệnh lý về cơ xương khớp này, hay các tình trạng về huyết áp tim mạch, hay là đôi khi sự căng thẳng làm chúng ta rất là khó ngủ. Và rất nhiều phòng tập yoga thì được phát triển, nhưng tuy nhiên thì đều có thiên hướng về sự trẻ trung sôi động thì có thể sẽ không phù hợp với độ tuổi chúng ta nữa. Do vậy thì Kiba đã xây dựng thiết kế chuỗi yoga gồm 7 bài tập. Mỗi bài tập sẽ là 30 phút để cô chú có thể luyện tập ngay tại nhà để cải thiện các tình trạng sức khỏe của mình. Các bài tập này thì cũng được Kiba trực tiếp hướng dẫn trong các lớp học yoga trị liệu của mình, với cái trải nghiệm cũng là hơn 10 năm giảng dạy đào tạo yoga và có cái kinh nghiệm chăm sóc những người lớn tuổi. Thì Kiba áp dụng các bài tập này và giúp cho các cô chú cải thiện sức khỏe, tinh thần lạc quan và vui hơn rất là nhiều lần. Vì vậy cô chú hãy lưu bài tập này lại để chúng ta luyện tập thường xuyên hàng ngày và chia sẻ cả cho những người bạn xung quanh mình, đúng không ạ? Chúng mình bài tập gồm 7 bài tập. Và để thực hành thì cô chú sẽ cần chuẩn bị cho mình một chiếc thảm, dụng cụ là gạch để hỗ trợ chúng ta tập luyện các động tác nó căng quá sức thì chúng ta sẽ dùng gạch, hay là một sợi dây tập yoga, Tất nhiên không có thì Kiba vẫn hướng dẫn cho cô chú các cái động tác để làm sao nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn, nhưng mà sẽ có nhiều biến thể để phù hợp cho từng người. Và đặc biệt thì cô chú sẽ cần chuẩn bị thêm nữa là dầu dưỡng khớp. Thì đây là một sản phẩm mà Kiba đã phát triển để hỗ trợ cho cái tình trạng đau cơ xương khớp của chúng ta. Và đặc biệt bài tập ngày hôm nay thì bài tập thiên hướng về cổ vai gáy, trị liệu cổ vai gáy. Thế thì trước khi tập thì cô chú sẽ lấy ra và xịt vào vị trí đau của mình. Dụ hôm nay cổ vai gáy thì chúng ta sẽ xịt vào vị trí đau ở vai này, ở phần gáy. Và sau đó thì chúng ta xoa đều nhé. Chúng ta xoa đều ra để các cái nó sẽ làm nóng ấm các cơ khớp đấy, thì nó sẽ tăng hiệu quả bài tập lên rất là nhiều lần. Hai vị trí cầu vai, đây cũng là vị trí chúng ta hay bị tức đúng không? Viêm vai các thứ, chúng ta sẽ xịt vào và xoa đều đi ở vị trí đấy và xoa bóp một chút. Sau đó chúng ta tập luyện thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần. Cô chú có thể đăng ký đặt mua theo đường link website là www.hataki.com. Trên màn hình có hiển thị thì Kiba và các bạn trợ lý sẽ gửi đến cho mọi người trong các buổi tập tới. Mọi người nhớ nhé, kết hợp với sản phẩm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trong bài tập ngày hôm nay vì yoga trị liệu cho vùng cổ, vùng vai và vùng gáy. Và bây giờ thì hãy ngồi khoanh hai chân. Chúng ta ngồi khoanh hai chân. Nào, giữ lưng thẳng. Giữ lưng thẳng. Hai tay đặt lên đầu gối. Thả lỏng hai vai. Nào, thả lỏng mềm hai vai. Hít vào một hơi thật chậm bằng mũi. Đẩy căng lồng ngực về phía trước. Mím chặt môi. Đẩy căng da cổ lên trên. Kéo giãn vùng cổ. Hở ra. Cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, gù lưng lại, cằm chạm sát vào ngực. Lặp lại, hít vào, đẩy lồng ngực về phía trước, đẩy căng da cổ lên trên. Hở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Lặp lại nào, hít vào, đẩy lồng ngực về phía trước, đẩy căng da cổ lên trên. Hở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Từ từ thẳng lưng lên. Nào, từ từ thẳng lưng lên. Hít vào, hai tay chúng ta đan trước mặt. Hở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay. Từ từ duỗi thẳng tay nhiều nhất có thể, nhưng bắp tay không chạm vào mang tay nhé. Vươn cánh tay về phía sau. Cứ giữ nguyên vị trí nhé. Cứ giữ nguyên vị trí. Từ từ hít vào, trùng tay xuống. Hai tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Hở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng. Đẩy ngược lên, nâng cằm lên. Lặp lại nào. Hít vào, buông tay. Hai tay đan trước mặt. Hai tay đan trước mặt. Hở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Đẩy ngược lên, nâng cằm lên một chút để kéo giãn toàn bộ vùng vai và cột sống. Hít vào trùng tay. Hai tay chúng ta đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Hở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngược lên. Lặp lại. Hít vào, buông tay.
hai tay đan trước mặt. Hờ vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, trùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Hờ đẩy tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngược lên. Hít vào, từ từ buông tay, hờ ra. Hai tay chúng ta lại đặt lên đầu gối. Thả lỏng hai vai, giữ thẳng lưng. Giữ nguyên, hít vào, chúng ta xoay cổ nhé. Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Mắt nhìn vào vai bên trái. Nào, thả lỏng cánh tay ra. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại, cứ bình tĩnh, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt. Hờ, xoay đầu sang bên trái, thả lỏng bàn tay. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Tiếp tục nào. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra. Hít vào, hai tay chúng ta dang ngang vươn lên. Bàn tay bên phải giữ khuỷu tay bên trái. Đẩy ngược lên. Thở ra, kéo khuỷu tay vào sau đầu. Nhìn về phía trước và hít thở chậm. Mỗi lần thở ra, chúng ta đẩy cái khuỷu tay phải về phía sau. Đẩy ngược lên một chút để kéo giãn, tăng sự linh hoạt cho vùng vai. Khi đẩy ngược về phía trước thì đốt sống cổ được giữ thẳng. Ai muốn căng hơn, mỗi lần thở chúng ta kéo căng tay giấu vào sau đầu. Tư thế hít vào, hạ tay xuống, thở ra. Nếu ai cảm thấy tê tay, nghĩa là chúng ta đang bị tình trạng đau cổ vai gáy rất là nặng, chúng ta phải tập luyện thường xuyên nhiều hơn nhé. Đổi bên nào. Hít vào, hai tay vươn, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, kéo tay vào sau đầu, nhìn về trước. Hít thở chậm. Thả lỏng vùng trán. Thói quen chúng ta là khi căng thẳng, chúng ta hay nằm nhăn toàn bộ khuôn mặt lại. Thì luyện tập yoga chúng ta thả lỏng khuôn mặt ra. Nào, đẩy ngực về phía trước. Tê tay vẫn kéo nhé. Rồi hít vào một hơi, thở ra, hạ tay xuống. À, hai tay chúng ta đặt lên nhau, hai bàn tay đặt lên nhau. Hít vào, vươn hai tay lên, vượt qua đầu, đẩy ngược lên. Đẩy căng khuỷu tay sang hai bên, đưa bàn tay giấu vào sau đầu, hơi nâng cằm lên một chút, giữ vài giây. Tiếp tục vẫn đẩy ngược về trước, ép sát khuỷu tay vào thân, rồi mới thở ra. Chúng ta sẽ cảm thấy giãn mềm toàn bộ phần cầu vai ở đây. Lặp lại, hít vào, đặt tay lên nhau, vươn lên, đẩy ngược lên, đẩy khuỷu tay sang hai bên, đưa bàn tay vào sau đầu, tay thể tách ra nhé, ép sát khuỷu tay vào thân, thở ra. Tiếp tục nào, hít vào, đặt tay lên nhau,
vươn lên, vươn về sau đầu, đẩy ngược lên, đẩy khuỷu tay sang hai bên, đưa bàn tay vào sau đầu, ép sát khuỷu tay vào thân, thở ra. Lặp lại, hít vào đặt tay lên nhau, hai tay vươn lên, đẩy ngược lên. Nào, nhìn về trước, nhìn về trước, đẩy khuỷu tay sang hai bên, nâng cằm lên một chút cho giãn, ép sát khuỷu tay gần vào thân, thở ra. Tiếp tục nào, hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên vượt qua đầu, đẩy ngược lên, đẩy khuỷu tay sang hai bên, ép sát khuỷu tay vào thân, thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng tay một chút, thả lỏng tay một chút, thả lỏng tay. À, tiếp tục nào, hít vào hai tay ra ngang, tay phải vươn lên, tay trái hạ xuống, chúng ta nghiêng người nhé. Thở nghiêng sang bên trái, xoay đầu nhìn lên trên, vươn căng tay phải kéo giãn sườn bên phải. Đổi bên, hít vào nâng lên tay trái vươn, nào, tay trái vươn, hạ tay phải xuống. Thở nghiêng sang bên phải, hai mông chúng ta vẫn chạm thảm, xoay đầu nhìn lên trên. Tiếp tục, hít vào nâng lên, tay phải vươn, tay trái hạ xuống. Thở ra nghiêng sang bên trái, xoay đầu nhìn lên trên. Đổi bên nào, hít vào tay trái vươn lên, tay trái vươn lên, đẩy ngược lên, thở nghiêng sang bên phải, nào, xoay nhìn lên trên. Một vòng nữa, hít vào nâng lên, tay phải vươn, đẩy ngược lên, thở nghiêng sang bên trái, cứ nhẹ nhàng thôi. Đổi bên, hít vào tay trái vươn, tay phải hạ xuống, thở ra nghiêng sang bên phải, hít vào nâng lên, thở ra hạ tay xuống. Và chúng ta lại co hai chân lại, bàn chân bây giờ chạm vào nhau, kéo chân gần lại, gần sát với vùng háng của chúng ta, hai tay đan giữ lấy các ngón chân. Chúng ta dùng lực của tay kéo gót chân gần vào lại và thẳng lưng lên, à, đẩy ngược lên. Rồi giữ nguyên như này, chúng ta thả lỏng vùng khớp háng và rung đùi. Động tác này thả lỏng khớp háng thôi. Một động tác rất đơn giản để tăng sự linh hoạt cho vùng khớp háng chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng là cách để chúng ta phát hiện ra những vấn đề sức khỏe của mình. Nên nếu mà nhiều cô chú mà cho động tác là cái gối nó chéo cao lên gần 45 độ như này. Đấy, lấy cái thảm này và góc chéo của cẳng chân này, nó chéo gần 45 độ này, thì nghĩa là cái gối chúng ta rất là yếu, khung chậu rất là yếu, nó dẫn tới nguy cơ là bị thoát vị hoặc là đau lưng hoặc đau dây thần kinh tọa. Chúng ta sẽ phải tập luyện nhiều, các bài tập ấy nhiều hơn nhé. Còn trung bình cái gối nó phải gần thấp thấp xuống như này. Nào, cứ rung rung, thả lỏng. Ok, bây giờ giữ nguyên chân phải, chân trái chúng ta dang ngang, kéo gót chân phải gần lại, bàn chân trái dựng lên, đẩy ngược lên, à, thẳng lưng lên, thẳng lưng, đẩy phần ngực lên, thẳng lưng lên. Hai tay bây giờ chúng ta đặt sau đầu, đúng rồi, hai tay đặt sau đầu, giữ nguyên, hít vào nào, đẩy khuỷu tay sang hai bên, thở nghiêng sang bên trái, đúng rồi, cảm thấy căng ở khớp háng chân trái đúng không, và sườn bên phải, nâng lên, lặp lại nhá, giữ nguyên, hít vào, thả lỏng chán á, thả lỏng chán, thở nghiêng bên trái, nâng lên. Ta nghiêng là nghiêng người nhé, chứ không phải gập người như này nhé. Như vậy chúng ta luôn hơi đẩy ngược về phía trước, à, hít vào, hít xong đã, thở nghiêng sang bên trái, nâng lên 3 vòng nữa. Giữ nguyên, hít vào, hít xong đã, thở nghiêng bên trái,
hơi xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên hai vòng nữa. Hít vào, hít xong đã. Thở, nghiêng sang bên trái. Nâng lên, làm một vòng cuối. Hít vào, thả lỏng vai nhé. Đẩy kiểu tay sang hai bên, thả lỏng cổ. Thở, nghiêng sang bên trái. Nâng lên. Ok, hạ tay xuống ạ, hạ tay xuống. Chúng ta đổi chân, chân trái cò lại. Chân phải sang ngang. Bàn chân phải dựng lên, bàn chân phải dựng lên. Đẩy ngực thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Cô thần chú lão thẳng lưng lên. Hít vào, hai tay đan sau đầu. Tay đan sau đầu. Thở, nghiêng bên phải. Xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên. Giữ nguyên, hít vào xong đã. Thở, nghiêng bên phải. Nâng lên. Hít vào. Hít vào đầy hơi. Thở, nghiêng bên phải. Hơi xoay nhìn lên trên. Nâng lên. Ở mấy vòng rồi nhỉ? Hình như còn hai vòng nữa đúng không ạ? Hít vào. Hít vào. Thở, nghiêng bên phải. Nâng lên. À, vòng cuối. Hít vào, hít xong đã. Thở ra, nghiêng bên phải. Nâng lên. Rồi hạ tay xuống. Ai bị tê tay chúng ta lắc lắc tay chút. Không sao cả nhé, tê tay nghĩa là cái phần cơ chúng ta nó chưa được khỏe. Nó bị tắc nghẽn nên khi tập nó hay bị tê nữa. Chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn. Rồi bây giờ duỗi thẳng cả hai chân ạ. Duỗi thẳng cả hai chân. Nếu trong động tác này chúng ta có cái dây, chúng ta sẽ dựng xuống dây. À, hai bàn chân dựng lên và chỉnh lưng của chúng ta thẳng lên, bao gồm thắt lưng. Thắt lưng thẳng. Đẩy ngực lên. Nào. Bây giờ hít sâu một hơi. Vươn thẳng cột sống lưng, cái vai và cái mang tai nó cách xa nhau ra. Hai tay chúng ta đặt lên đầu gối. Thở ra thì vươn dài về phía trước và gập xuống từ từ. Cảm nhận độ căng ở chân và luôn duy trì lưng thẳng. Giữ tĩnh, nếu chúng ta cảm thấy căng ở chân rồi thì thôi, chúng ta không cần tăng cái độ căng, chỉ cần hơi căng căng là được. Và hít thở chậm. Hít thở chậm. Trong trường hợp tay chúng ta có thể với tới chân mà đảm bảo lưng vẫn thẳng, tính từ thắt lưng này, thì chúng ta sẽ giữ tay vào chân. Còn trong trường hợp tay giữ vào chân mà lưng bị cuộn cong giống như thế này thì chúng ta sẽ không sử dụng cách này nhé. Tập này sẽ có hại cho lưng. Chúng ta rút tay gần về chân và đẩy lưng thẳng lên. Hoặc nếu có sợi dây, ta sẽ vòng dây qua chân. Hai tay giữ sợi dây và chỉnh lưng thẳng. Hít thở chậm nào. Hít thở chậm. Đừng để đau quá nhé. Đừng để căng quá. Miễn sao chân thẳng và lưng thẳng. Còn mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ tập nhiều, nó sẽ dẻo ra. Rồi hít vào một hơi, từ từ buông tay ra. Thở ra chúng ta lắc 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 nhẹ chân chút nào. Lắc nhẹ chân chút. Hãy quay trở lại, bây giờ hãy ngồi khoanh hai chân của mình. Khoanh hai chân. Khoanh hai chân. Rồi hít vào, hai tay lại đan trước mặt. Hai tay đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay. Cái bắp tay không chạm mang tay nhé. Cánh tay vươn về sau để tăng kéo giãn cột sống và đốt sống cổ đấy. Hít vào trùng tay. Hai tay đan lại sau lưng. Nắm chặt tay lại. Thở ra đẩy căng lồng ngực về phía trước. Đẩy ngược lên. Nào đẩy ngược lên. Tay ra xa khỏi lưng. Lặp lại. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở vươn lật cửa lòng bàn tay. Hít vào trùng tay. Tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Thở ra
để căng tay ra xa khỏi lưng. Một vòng nữa, hít vào, buông tay, hai tay đan trước mặt. Thở ra, vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, chuồng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, để căng ngược về trước. Hít vào, chúng ta buông tay, thở ra. Bây giờ vẫn ngồi khoanh hai chân, hai tay chúng ta chống sang hai bên và giữ lưng thẳng. Giữ lưng thẳng, tay phải giữ nguyên này. Hít vào, tay trái vươn lên, chạm vào mang tay bên phải. Thở ra, kéo nghiêng đầu sang bên trái, nhưng nghiêng nhẹ thôi, nghiêng nhẹ thôi. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Cảm nhận độ căng ở toàn bộ vùng cổ bên phải của chúng ta đấy. Đúng không ạ? Cảm nhận độ căng. Đẩy ngược về trước, thẳng lưng lên. Hít thở chậm. Mỗi lần thở ra, chúng ta lân xa cái tay phải ra. Thả lỏng cầu vai bên phải ra, thả lỏng ra. Nó rất là dễ chịu. Nếu chúng ta kết hợp thêm dầu dưỡng khớp, chúng ta xịt vào vị trí bó cơ này, nó sẽ làm nóng nhóm cơ này lên. Các nhóm cơ thang bọc xung quanh cổ chúng ta này, nó giảm sự tắc nghẽn, nó làm mềm nhóm cơ ra thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều lần. Hít thở chậm. Tay trái thì hơi kéo nhẹ một chút nhé, đừng kéo mạnh quá nhé. Không mạnh quá nó căng quá nó thành rát cơ, cảm giác nó rát rát nhé. Hơi hít sâu một hơi, nâng lên, thở ra, hạ tay xuống, tay trái sống sang bên trái, thẳng lưng, thẳng lưng. Hít vào, tay phải vươn lên, thở nghiêng sang bên phải, giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm, đẩy ngược lên. Mỗi lần thở, tay trái chúng ta lân xa ra, lân xa ra. Nếu mà ai đang bị viêm khớp vai, thoái hóa cổ vai gáy, chúng ta sẽ cảm thấy tê buốt cánh tay của mình. Không sao nhé, cứ lân nhé. Chúng đang tác động kéo giãn nhóm cơ ấy. Rồi hít sâu một hơi, thở ra, hạ tay xuống. Hai tay lại đặt hàng hai bên, giữ nguyên như vậy. Hít vào, thở ra, xoay đầu sang bên trái. Mắt nhìn ở vai bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở, xoay nhìn sang bên phải, xoay căng. Hít vào, xoay đầu lại. Thở, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Lên xa hai tay sang hai bên, căng ra. Thở, xoay sang bên phải. Một vòng nữa. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra. Bây giờ tay trái chúng ta giữ nguyên, bàn tay phải đặt sau đầu. Cách thực hiện như sau. Giữ nguyên, hít vào đầy hơi này. Giữ nguyên, hít vào đầy hơi nhé. Đẩy khuỷu tay phải phía sau. Thở ra, chúng ta xoay căng hết cỡ đầu sang bên trái. Giữ một vài giây. Sau đó xoay đầu lại. Đúng không ạ? Nó sẽ làm căng giãn mềm toàn bộ vùng cổ và cả vùng vai chúng ta nữa. Nào, chuẩn bị. Hít vào, tay đặt sau đầu, tay phải đặt sau đầu. Thở, xoay đầu sang bên trái, đẩy căng khuỷu tay phải về sau. Từ từ xoay đầu lại, hạ tay phải xuống, chúng ta đổi bên này. Hít vào, đặt tay trái sau đầu, đẩy ngược lên, tay phải lên xa ra. Thở ra, xoay đầu sang bên phải, đẩy căng khuỷu tay sang bên trái. Từ từ xoay đầu lại,
đổi bên, hít vào, tay phải đặt sau đầu, đẩy ngược lên ạ. Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Từ từ xoay đầu lại, hạ tay xuống. Cô chú anh chị nào mà cái hơi thở mình nó chưa đủ khỏe thì cũng không sao nhé. Cái hơi thở nó không nhất thiết phải chính xác 100% đâu ạ. Các bài tập trị liệu nó rất là lành tính, nên là có thể mình thở ra hoặc mình nhầm lẫn sang hít vào, xoay sang thì cũng không sao, nó không quá ảnh hưởng quá lớn đâu ạ. Ngồi đổi bên, hít vào, tay trái đặt sau đầu, đẩy ngược lên. Thở, xoay đầu sang bên phải, đẩy chiều tay sang bên trái. Để căng tay ra, để căng chiều tay ra. Xoay đầu lại, một vòng nữa nào. Hít vào, tay phải đặt sau đầu, đẩy ngược lên, đẩy căng. Thở, xoay đầu sang bên trái. Từ từ xoay lại, ngước bên nào, hít vào, tay trái đặt sau đầu, đẩy ngược lên. Thở ra, xoay đầu sang bên phải. Từ từ xoay đầu lại, hít vào, hai tay lại đan trước mặt. Thở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, trùng tay, hai tay đan lại sau lưng, đan lại sau lưng. Thở ra, nắm chặt tay, đẩy căng ngược về trước, nâng cằm lên, đẩy căng ra cổ lên trên. Từ từ buông tay, hít vào, hai tay vươn lên, hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, kéo khuỷu tay vào sau đầu, đẩy ngược lên. Hít vào, buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, kéo khuỷu tay phải vào sau đầu. Hít vào, hai tay ra ngang, vươn hai tay lên trần. Thở ra, hai tay chắp lại, ngón tay kéo từ phía trán về phía tim. Ta cúi nhẹ đầu xuống chào nhau, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười. Thật là tuyệt vời. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành bài tập ngày số 1 với chuỗi bài tập yoga để dành riêng thiết kế cho những cô chú ở độ tuổi trên 50 tuổi. Tất nhiên 60, 70 chúng ta hoàn toàn thực hành được bài tập này, đúng không ạ? Và cái bài kiên chắc với bài tập vừa rồi sẽ mang lại cái cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái ở toàn bộ vùng cổ, vùng vai và vùng gáy của chúng ta. Chuỗi bài tập thì sẽ gồm 7 bài, mỗi bài thì 30 phút thôi. Nên cô chú, anh chị, các bạn có thể tập luyện trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng tỉnh dậy cũng rất là tuyệt vời. Nhưng nhớ thì để tăng cường hiệu quả hơn, đặc biệt những ai bị đau cơ xương khớp, thì mọi người nhớ đăng ký sản phẩm là Hataki nhé. Dầu dưỡng khớp, một sản phẩm rất là tâm đắc khi bạn đã cho trải nghiệm, áp dụng và rất hàng nghìn học viên đang sử dụng và cải thiện tình trạng đau cơ xương khớp, vai gáy hoặc là lưng, tức bó cơ. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tăng hiệu quả lên rất là nhiều lần. Chú anh chị có thể đăng ký ở website là www.hataki.com. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi buổi tập thì để Kim Ba biết rằng là bài tập này có hiệu quả hay không, mọi người có luyện tập cùng Kim Ba hay không, nghĩa là mình phải có tương tác hai chiều. Thì ngay sau ngày hôm nay kết thúc bài tập này, cô chú hãy comment theo cú chúc xong, gọi là điểm danh đấy ạ. Thứ nhất là thành phố mình đang sinh sống, để xem bao nhiêu người đến từ các thành phố giống nhau, xem thành phố nào tập chăm nhất. Thứ hai là cái ngày mình tập luyện ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, đúng không ạ? Và thứ ba là cảm nhận của cô chú sau bài tập này, hoặc là sự thay đổi về sức khỏe sau bao nhiêu vòng tập luyện, thấy sức khỏe thay đổi ra làm sao, thì cô chú hãy comment ngay dưới video này. Và trong bài tập này thì Kim Bảng cũng có một cái bài kiểm tra, đó là cái tay ấy, đan sau lưng này, nó là cách để chúng ta kiểm tra vùng khớp vai của mình. Thế thì một người bình thường thì cái tay đan sau lưng này nó phải đẩy cách xa lưng được khoảng tầm hơn 1 gang. Hoặc nhìn góc độ ngang này thì cái tay và cái lưng của cái ba đang tạo thành góc 45 độ. Thì cô chú thử là tay đan sau lưng nắm chặt tay và đẩy xa tay ra, xem có nắm được tay không. Thì nó cũng thể hiện cái độ linh hoạt cho phần vai, phần cổ của chúng ta. Từ cái phần vai nó ảnh hưởng đến phần cổ chúng ta và ảnh hưởng đến cả hơi thở chúng ta nữa. Vậy comment là xem là tay đã vượt xa được bao nhiêu, được hơn 1 gang hay không. Thì cái bà biết rằng mọi người sức khỏe ra làm sao để điều chỉnh cái bài tập nó phù hợp nhất, đúng không ạ?
và hẹn gặp lại cô chú và các cô chú trong bài tập ngày mai, ngày thứ hai. Xin chào ạ.